hay hết tên Universe trở lại trong trung tâm của University Temple. Một ốc đã dạng công viên chỉ cách khu trung tâm Leveland và nhập, là nơi hội tụ của một số học viện y tế và văn hóa tốt nhất thế giới. University Circle bao gồm Leveland Museum of Art, Leveland Botanical Garden và Leveland Clinic. Trường còn có Severn Hall, ngôi nhà của nhà giao hưởng Leveland Orchestra nổi tiếng thế giới. University Circle mang đến cho bạn các cơ hội làm việc và vui chơi hoặc nghiệp nhiên, tất cả nằm trong phạm vi đi bộ đến khu viên trường. Các cơ hội bao gồm việc thực tập với người phụ trách tại Leveland Museum of Art hoặc làm tình nguyện viên tại Leveland Clinic, một bệnh viện tốt thứ tư của quốc gia, đại diện cho 50 tiểu bang và 30 quốc gia. Sinh viên của Case Western Reserve University là những người ưu tú nhất đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường Case Western Reserve là một trong những trường dẫn đầu và nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Trường đào tạo các chương trình đa dạng thông qua các khoa và trường thành viên, bao gồm College of Engineering, Weatherhead School of Management, College of Art and Science, and Francis Fay Bolton School of Nursing. Trường được US News and World Report xếp hạng 38 trong tất cả các trường đại học quốc gia và là nhà cung cấp sinh viên hàng đầu cho các trường chuyên sâu, chuyên sau đại học. Tỷ lệ tuyển sinh vào các ngành trường luật, y khoa và chuyên nghiệp đều vượt xa con số trung bình của quốc gia. Trường Case Western Reserve University thì mức học phí bao gồm khoảng 45.000. Và thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh cũng như yêu cầu đầu vào của trường Case Western Reserve University thì xin các bạn vui lòng liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ chính là 200 Hương Đảo, phường 7, quận 5 hoặc 148-1 Trần Quang Thảo, phường Tân Đại Dương nhất. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ số điện thoại 3838-2080 để được gặp tư vấn viên trực tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.